sao này thương ghê mà không có họ không có trả tiền á thì gia đình em cũng nợ cái nhiều đi làm trả hết nợ em muốn trong cái cảnh này mà em muốn thấy cảnh gia đình mình như vậy nữa bị bắn chửi này nọ em mới đi em biết tập em đi em như cứng miệng em không có thể chút nào em không có nói được cái gì em đó là không lẽ cái này là em lúc đầu từ xưa lúc trước em cũng nói đi nhưng mà đi sang đất nước nước ngoài làm á là không có ổn được đâu không có đi được đâu em cũng có nói rồi thì qua rồi vậy thì em bây giờ em bạn cũng có nhắn tin vợ thôi giờ anh sẽ đi tìm cách anh còn liên lạc với em anh sẽ tìm hết mọi cách để nhờ mọi người hỗ trợ như mọi người không hiểu được cái cảm giác những hoàn cảnh của em. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay thì Bùi Hồ với em Phong Bụi đang có mặt tại quán của chị Tưởng. Em rất là xúc động khi mà quay cái bộ phim về hai vợ chồng. Cách đây hơn một tháng thì Bùi Hồ có nhận được một cái đoạn tin nhắn qua Zalo rằng là một nam thanh niên cho rằng là vợ của mình đã bị bán sang Myanmar do hoàn cảnh rất là khó khăn, và nam thanh niên đó chính là Tịnh, là người chồng của Trang mà cô bác anh chị đã xem ở cái đoạn clip trước. Tịnh ơi, thì vì sao em lại biết đến anh và Phong và em lại gửi cái đoạn video clip đó đến anh hay là Tịnh hả? Tìm bên trên mạng em nghĩ là những người làm kênh YouTube họ có kết nối những yêu thương với nhau và em tìm đến anh và em cũng tìm rất là nhiều người cũng là có anh là kêu là cái gì anh sẽ liên lạc với anh Phong rồi em nghĩ là em sẽ liên lạc được như vậy rồi em nhắn tin cho anh xong rồi một thời gian sau anh Phong trả lời cho em rồi lúc em mừng lắm thì trả lời anh Phong mà anh trả lời em được sự em rất là mừng rồi anh hỏi ở đâu rồi anh chạy lại. Thì lúc đó thì mấy em đang lúc đó em ngồi ở dưới đường quốc lộ 1A ba là em ngồi ở đó tại vì ngồi tối em ở đó được có 20.000 thôi rồi buổi trưa em ngồi đó ở ngoài đường như vậy rồi tối em vô đó em ngủ đêm gì có 20.000 rồi em cố gắng em ngồi đó cũng 2 ngày rồi sao anh Phong anh kêu hỏi em đang ở đâu anh chạy lại rồi lúc đó em rất là nghĩ ảnh chắc ảnh tới anh giúp mình rồi em giúp mình sao anh dạ là anh mới quay cho em cái video trả cho em. Thật ra thì anh rất là xúc động với cái hình ảnh của em, một người thanh niên thì quỳ gối ở ngoài đường viết một cái tấm bảng chữ rất là ngoạc ngoạc mà quê của em là tận ở Cà Mau. Dạ. Vì sao em lại chọn ở Sài Gòn này, ở ngay tại Sài Gòn này để mà em quỳ gối để em cầu xin mọi người giúp mình? Em còn xin mọi người, bây giờ em thật sự giờ em hết cách rồi, đi ra ngoài đường cầu cứu mọi người, còn xin mọi người giúp đỡ em qua em quay video để kêu gọi mọi người cùng vợ em về. Bây giờ thật sự nhà em rất là khó khăn, nhà mua tách ra và bán hết, nhà cửa cũng bán hết lại rồi, giờ em không còn cách nào khác, em xin mọi người em đi hổm dài rồi, đi vòng vòng đây. Khi ngồi cũng bị đuổi, đi trong khác bây giờ em phải lại chỗ này. Bây giờ em ngồi đuổi đây sáng, bây giờ xin mọi người hãy cũng giúp vợ em. Hôm cô lúc đó thì em ở Bình Dương, em có đi rồi, em có đi cũng nhiều chỗ, em có xin rất là nhiều chỗ. Không bây giờ những người đó em đến thì em không thể nói những người mà em tìm đến được hay anh. Em cũng đi nhiều lắm, rồi nên em quyết định bây giờ thôi giờ cố gắng ngồi ở Sài Gòn luôn đi, cố gắng ngồi đây rồi ai giúp đỡ mình thì giúp. Em chỉ giúp là em nhờ kêu gọi để mọi người giúp đỡ em. Dạ nhưng mà người ta nghĩ ta lại ta hỏi giờ số tiền này lớn quá ai đâu mà cho. Giờ kêu em đi chỗ khác đi chứ ngồi đây cũng như mất công lắm. Thì em cũng họ đuổi em cũng phải đi chỗ khác, em vẫn ngồi đó. Nhầm người cho em tiền 20-30 ngàn em nói anh chị ơi, giờ em nhờ được em cố
cho em, nó giúp đỡ cho em những được nhập những người nổi tiếng, những người kết nối yêu thương giúp cho em. Chứ em không có mà em nhận được, em không bao giờ nhận số tiền ở ngoài cả. Ra thì cái việc đó mà mình ngồi ở ngoài trước đường á, mình viết lên một cái bảng xin tiền á, thì có những trường hợp giống như em. Bên cạnh đó cũng có những trường hợp gọi là lừa dối á. Và người ta đã coi có từng nói với em như vậy. Người ta từng nói với em là giả bộ để mà xin tiền đúng không? Thì có người nói là ở đây làm gì xin tiền hay gì, rồi đi chỗ khác đi. Ở đây em nhầm khi em lại cũng có mấy người họ có ngồi đó sẵn nữa, họ kêu em đi chỗ khác, thì chỗ này làm ăn của họ này kia, rồi em lại kêu ngồi đây hồi công an bắt mày đó. Em kêu bây giờ nếu mà anh kêu bắt em thì em vẫn đi nữa, chứ em bây giờ em cũng không còn đường nào hết trơn á. Em ngồi đây là em không còn cách nào để em. Em chỉ mong là những người ở trên người ta hiểu Mạnh Quân, họ hiểu, họ cảm tình, họ có cảm nghĩ được cho em trong cái hoàn cảnh của em như hiện tại. Từ cái ngày mà em quỳ ở ngoài đường đến trước đó là giờ em đã bị lừa sang bên đó là bao nhiêu ngày? Khoảng nửa tháng. Khoảng nửa tháng. Dạ. Vì sao em biết vợ mình bị lừa sang bên đó? Dạ, vợ em qua là họ dẫn cho xài điện thoại, dẫn cho liên lạc về bên đây. Những cái là lúc mà bị quýnh, bị đánh á, thì giờ em vẫn có thể nhắn tin về được. Như là lúc đi làm thì họ không có cho xài điện thoại. Rồi về thì vợ cũng có nhầm khi tới 2-3 giờ sáng mới được nói chuyện với vợ. 2 giờ sáng vợ mới cầm điện thoại. Đêm nào cũng phải thức trắng đêm mới được nói chuyện với vợ. Lúc mà vợ đi thì em có hay không? Dạ. Lúc mà vợ đi làm em dạ, hay không hay? Em không hay, nhưng mà khi lên tới trên Quảng Trị cảnh á, vợ em sang qua bên đó, vợ em có nhắn tin về ở nhà kêu anh cố gắng giữ con, em đi làm. Thì em thì nói đi làm vậy thôi, nhưng mà chưa biết là chính xác em đi làm ở đâu nữa. Thì vợ nói em ở Quảng Trị, rồi sau đó rồi đi qua bên bển, rồi mất thời gian, mất liên lạc là khoảng gần 2 ngày trời. Rồi sau đó vợ em nói em bị lừa sang qua bển này. Em như cứng miệng, em không có thể chút nào có nói được cái gì cho em. Đó là không lẽ cái này là em lúc đầu em từ xưa lúc trước em cũng nói đi, nhưng mà đi sang đất nước nước ngoài làm á là không có ổn được đâu, không có đi được đâu. Em cũng có nói rồi, thì qua rồi vậy thì em bây giờ em bạn cũng có nhắn tin vợ thôi, giờ anh sẽ đi tìm cách, anh còn liên lạc với em, anh sẽ tìm hết mọi cách để nhờ mọi người hỗ trợ. Như mọi người không hiểu được cái cảm giác, hiểu được hoàn cảnh của em. Lúc vợ đi ra tới ngoài, vợ có nhắn tin về cho em. Khi sang như vậy cũng hai vài ngày, vợ mới nhắn tin về em bị lừa sang như vậy. Và hiện nay thì vợ của em đang Trang đang rất là xúc động. Cái này Trang ơi, em khỏe chưa? Cái hành trình đi về phải nói là rất là gian nan. Em có nghĩ rằng là ngày hôm nay thì vợ của mình lại chuột về được? Không nghĩ là sự thật. Lúc mà lên trên tới trên thành phố Vinh đó, em nói anh Phong ơi, khi nào gặp được vợ đi em mới hết phần là lo ông này. Chứ giờ thì nói về tới bên đây thôi cũng chưa chắc gì nữa. Tại vì cái đường về rất là khó khăn á. Nghĩ anh Phong cũng nói cũng là nếu mình có tiền á cũng chưa chắc gì mình về tới đây, tại vì cũng nói cái đường về rất không an toàn. Về tới đây gặp được vợ thì em mới không mừng. Thật ra thì anh rất là xúc động vì bản thân thì cũng đã từng đưa rất là nhiều người bị lầm lỡ quay về lại Việt Nam, những người bị lừa gạt, có cả những người bị đánh thức mê. Thì trong đó là phải nói là cái hoàn cảnh của Trang là hoàn cảnh mà gây cho anh nhiều cái ấn tượng nhất. Từ cái hành trình đi về cho đến cái hành trình mà giành lại cái sự sống ở trong một cái gọi là địa ngục của trần gian. Thì Trang ơi, em có thể hiện nay cái cảm xúc em bây giờ có thể nói chuyện được ổn định. Bây giờ ở đây nè, giữ bình tĩnh lại ha.
vì sao em lại giống chồng mình, em đi qua bên tận ở nước ngoài, một cái nước mà em đã chưa từng biết một cái gì về đất nước đó. Và chắc có lẽ là khi trước đó em cũng đã có nghe được nhiều cái câu chuyện về cái tình trạng lừa bán sang Campuchia, thì tại sao em chọn cái phương án là em phải đi ra nước ngoài? Em có thể chia sẻ với cô bác một chuyện được biết. Hiện tại nhà cửa em như là cầm cố anh, là cũng gần sát giá rồi, nhưng mà ví dụ có sang đi nữa thì số nợ nhà em cũng còn rất là nhiều, nhưng mà thư kiện thì cũng không thấy xử gì hết. Em đeo thư kiện thì cũng không có thấy xử gì hết á, cho nên là khi mà em nghe mẹ em á gọi hay là về nhà mẹ nghe nói là nhiều người chủ nợ điện chửi mắng, rồi nhà cửa em giờ người ta cũng như là gỡ tháo bán này kia nên nhà cũng đâu còn đâu, mà mỗi cái năm quê tết á em biết là ai cũng mong cuộc sống về quê. Biết sao này thua ghê, mà không có họ không có trả tiền thì gia đình em cũng nợ rất nhiều. Có lần cha em nói nếu mà số nợ nhiều quá thì là cha mẹ tự dặn chết để lại người con sống thì chịu không nổi, cho nên là nhưng mà trước khi đi em cũng có nói với gia đình với chồng, nhưng mà gia đình em cũng cản không cho. Nhưng mà em sợ lên TV, em trở tên bạn thì em chỉ thấy là thiệt lên như Yumi rồi, Google thì em cũng thấy là chỉ là Campuchia bán người thôi, nên là em cũng kiểu như em muốn là đi làm trả hết nợ. Em muốn trong cái cảnh này mà em muốn thấy cảnh gia đình mình như vậy nữa, bị bắn chửi này nọ em mới đi. Em quyết tâm em đi. Em tìm được ở trên Facebook một cái bài đăng đó anh. Họ đăng như thế nào? Họ đăng là tuyển dụng qua Myanmar làm kỹ thuật viên. Qua Myanmar làm kỹ thuật viên? Dạ. Tuyển dụng qua Myanmar làm kỹ thuật viên. Thì có làm hotel nữa, nhưng mà em xin cho các bạn là làm kỹ thuật viên. Là KTV ở bên đó là họ nói là làm 3. KTV ở bên Myanmar là làm 3. Làm 3. Dạ. Và cái tiền ngồi bàn là khoảng 3 tiếng là hơn 2.000. 2.000 đô. Dạ, 2.000 tiền chung á anh. À, 2.000 nhân dân tệ. Dạ. Và sẽ chia ra chủ một nửa và nhân viên một nửa. Rồi khi mà qua đó sẽ cho ứng 200-300 triệu để gửi về nhà. Và làm ở bên đó trả nợ. Một ngày thì làm từ 10 giờ đêm cho đến sáng, khoảng 4-5 giờ sáng. Giờ họ cũng cam kết này nọ. Em cũng cố gắng là gì nó hết đường anh ơi, nhà cũng khổ lắm. Nhà em là ở huyện nào của Cà Mau? Dạ, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Thì ba mẹ em có bao nhiêu người em? Dạ có bao nhiêu người con? Ba người. Em là thứ mấy trong gia đình? Em lớn. Em lớn nhất. Hai người em là đã bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em gái em là 13 tuổi, còn em trai 11 tuổi. Em gái 13 và em trai 11 tuổi. Em là người con lớn nhất trong gia đình. Khi mà em với chồng của mình là anh Tịnh đi làm ở Bình Dương thì mới phát hiện là mẹ của mình đã bị vỡ nợ. Dạ không, lúc đó là nhà em đã bể rồi. Vỡ rồi? Dạ, đã bể là không còn gì hết. Bao nhiêu tiền lắm không em? Dạ, bể 9 tỷ 7. 9 tỷ 7. Mẹ làm ăn thua lỗ hay là như thế nào vậy Trang? Dạ, lúc đó là cái người lừa gạt đó là ở Cà Mau, nhưng mà không phải một mình gia đình em, còn nhiều người nữa. Người mấy tỷ thua kiện ở tỉnh Cà Mau, số tiền tới mấy chục tỷ mà 2 năm mà không có xử gì hết trơn anh ơi. Rồi người ta lại siết nợ gia đình của mình.
gỡ đồ những lấy đồ những vật dụng trong gia đình của mình hết. Vật dụng là sau này là khoảng hơn một năm về trước, ngày nào cha mẹ em cũng bị chửi hết. Có lần á, có người lấy cái chai xịt cay xịt vô mặt cha em nữa, có người đòi đánh nữa. Tất cả em nói là sự thật, ở dưới ai cũng biết hết. Nhiều người cũng bị như hoàn cảnh em, nhưng mà họ hiểu, họ có tiền, còn tài sản còn cầm cự được á. Nhà em không còn gì. Em chứng kiến được cái cảnh đó thì em chịu không nổi. Và đã nhiều năm như vậy rồi. Giờ là còn miếng đất của ngoại em á, mà 3 tháng là phải đóng 15 triệu. Mà dạo này là ăn cũng khó khăn, buôn bán cũng không có được như lúc trước nữa. Cứ mỗi khi mà tới lãi ngoại điện, người không có tiền đóng. Dạ, anh muốn. Em ý định lên đây, lên Bình Dương làm cái công việc gì? Em đi làm, lúc đầu em đi làm nhà hàng, sau thì em đi làm công ty. Còn Tịnh làm, em làm cái công việc gì Tịnh? Yeah. Em chạy xe gắp. Xe gắp. Giao đồ với ăn uống như khách. À. Em làm cái hàng, em lấy em đi giao. Chỉ đủ để trang trải cuộc sống cho hai vợ chồng với lại con của mình thôi, chứ đâu có dư giả đúng không? Còn tiền trọ, tiền này, tiền kia nữa. À, anh chị, à, Trang ơi, em có thể chia sẻ với anh nè. Em trước đó em cũng đã xem về nhiều cái thông tin về lừa gạt, lừa ba qua những cái trang mạng xã hội, những cái nhóm, những cái hội chat rồi đó. Thì lúc mà em quyết định em đi đó, thì em có suy nghĩ rằng mình sẽ bị gạt không? Nếu mà thật sự thì không phải là em không nghĩ em bị gạt, nhưng mà em liều á anh. Em liều. Em làm mọi cách để có tiền em để trả. Em ước mong là mình sẽ không bị vô con đường đó. Tại vì em chỉ muốn đi kiếm tiền về lo cho gia đình. Con em năm nay không được học đầy đủ nên em thấy em chịu không nổi. Cho nên là đường cùng mà em quyết tâm đi. Tại vì họ nói bệnh là 1 tháng 200-300 triệu. 1 tháng 200-300 triệu ở Myanmar và Trung Quốc trả tiền. Đó là chủ Trung Quốc. Nhưng mà khi đi qua đó thì em biết em bị bán cho một công ty. Nó như là một cái tù với anh. Có 3 tầng nhà nhưng mà ở dưới là bảo an canh rồi có gạo sắt. Tổng cộng là em bị nhốt bên đó là hơn nửa tháng hả? Lâu chứ? Gần 1 tháng. Gần 1 tháng. Họ có cho ăn uống đầy đủ gì không? Dạ, một ngày là họ cho ăn một buổi chiều 5-6 giờ. Rồi nếu mà bữa nào bị phạt không? Cái quãng đường em đi á, là với lại em đi bao nhiêu người và cái quãng đường em đi như thế nào em có nhớ không? Dạ nhớ, nhớ rõ lắm. Cái lúc mà em đi là, tại lúc đó là nhà xe họ vận chuyển người á. Thì lúc em đi khoảng hơn 10 người. Lúc đầu thì em sẽ đi ra Quảng Trị và em vượt rừng. Em đi chui, lúc đó là đi ở cửa khẩu Quảng Trị bên tay trái có một cái nghĩa trang. Rồi đi xuyên qua cái nghĩa trang, rồi lội rừng đi xuống sông. Giờ đi sông cho đến một khúc. Rồi em lội rừng khoảng tầm gần 2 tiếng là em đến Lào. Em đến Lào thì em lúc đó là khuya rồi, về em đúng, ngủ ở đó. Em biết cái tỉnh nào của Lào không? Dạ không. Em không biết, đợt đó em rất là vị trí nhưng mà em không biết rõ. Rồi ngày hôm sau em có đi xe giường nằm. Nằm khoảng 10 tiếng xe giường nằm đi đến bến xe Diên Châu. Thì đến bến xe Diên Châu em được nghỉ ngơi khoảng 1 tiếng thôi. Thì có một cái xe khách, xe 16 chỗ á. Và họ rước em đi khoảng cũng tầm 10 tiếng nữa. Đi qua những cái con núi á. Thì cũng đến là một nơi của Lào luôn. Một nơi của Lào xong rồi có một cái chiếc xe 7 chỗ lại đón em nữa và chở em cũng khoảng tầm một đêm. Tại vì em nhớ lúc đó là giấc chiều và em đi đến khoảng tầm 3 giờ sáng mới đến nơi. Là lúc đó là chở qua bè bằng con sông Lào và cũng vượt những đường núi á. Rồi đi đến Lào, lúc đó là cuối của Lào là được chở xe con đi đến một cái chỗ và đi qua một con sông giáp ranh với Thái Lan và Myanmar. Tam giác vàng. Dạ, là con sông đó ở giữa và họ chạy khoảng 15 phút thì đi đến
cái bến và lại có xe vận chuyển tiếp nữa. Đi một phút là sẽ có thay đổi xe một lần. Rồi em được di chuyển cùng mấy bạn á, đi đến một cái nhà nghỉ, nghỉ ở đó và không có được xài mạng gì hết, tại vì ở đó họ không có cho xài mạng. Xong rồi ngày hôm sau lại di chuyển tiếp đi đến Mitachi. Đi qua Mitachi rồi á, thì em lại di chuyển tiếp khoảng tầm 4 tiếng nữa, 4 tiếng nữa lại đi đến bè, đi qua một cái bè, xong rồi từ cái bè đó là đi qua những cái con đồi á, cái đường dễ bị lớn thôi mà lúc đó trời mưa trơn trượt lắm, giờ chỉ mình chừng một tí thôi là mình sẽ té xuống mình mất mạng á. Thì lúc đó có một chị té, chị mất bị... mạng luôn hả? Không, chị đã bị hình như là chị cái gì não mới trả về Việt Nam á, và còn nhiều người lắm, tại vì ai nếu mà trên video này ai biết mà ai đã từng đi chua Myanmar thì những người đó sẽ hiểu, tại vì khi mà qua bè chỉ có hai đường và một đường chính và một đường chui, tại vì lúc đó thì em đi đông á, thì họ cho đi đường vòng, thì em đi khoảng 9 giờ tối em mới vượt được đến gần tới cửa khẩu của để vô Myanmar. Nhưng mà lúc đó tình hình có một chị như vậy á thì nó hơi chậm trễ, sáng hôm sau mới đến, tại vì cái đường nó có bê lớn đây à. Em có quay những cái đoạn phim á mà ở giữa nó có một cái đường hỏng để bánh xe ấy vô, mà tại vì chịch tí nó bị rớt xuống đồi á, nó không có cái vạch cản hết. Thì đi sáng hôm sau thì em mới được di chuyển vô cửa khẩu, và họ cũng lo lót để em đi qua cửa khẩu và đến Môn Phính để em cách ly. Cái đoàn của mình đi bao nhiêu người? Lúc em đi là khoảng 11, 12 người. Có người Việt Nam không hay sao? Toàn là người Việt Nam á, là nữ thôi. Nhưng mà đến đó thì chia ra mỗi chủ, mỗi group á, cho nên em không có ở chung với họ. Và ngày đầu tiên thì em vô đó em làm cái công việc gì? Ngày đầu tiên thì em chưa đi làm, nhưng mà đến cuối cùng thì họ lại chở mặt là em biết em bị bán rồi á, thì họ bắt em đi làm hotel. Làm gì? Làm hotel á. À, làm khách sạn. Mà có lẽ là họ ép mình vô làm cái công chuyện là tiếp khách đúng không? Và hiện nay em đã đi về được đây thì còn bao nhiêu bạn người Việt đồng cùng đi với em vẫn còn đang ở bên Myanmar? Dạ, tại vì lúc em về là em về một mình thôi, tại vì chủ liên lạc với nhà xe á, à, nhà xe họ chở tới bển là mỗi chủ mỗi đón nha, không có gặp được họ. Và cái số tiền để chuộc em về cũng khá là lớn, khoảng hơn 600 triệu đúng không Tình? Em nhận hết tổng hết là 413 triệu. Một cái số tiền phải nói là gần nửa tỷ bạc. 413 triệu. Thì phải nói là nếu như mà không có sự chung tay của cộng đồng á, thì chắc có lẽ là không bao giờ có ngày hôm nay được ngồi ngay tại chỗ này để mà Trang có thể kể cho mọi người nghe cái câu chuyện đó. Bây giờ thì cũng Trang cũng rất là xúc động thôi, một tí xíu nữa em sẽ chia sẻ mọi người về cái cuộc sống ở trong đó, về lại hành trình vượt về lại Việt Nam, và cũng như cho bằng những cái bạn trẻ có thể biết được Trang